Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc làm suy yếu Hồng Kông. Thượng viện Mỹ vừa thông qua một cặp dự luật hôm 25 tháng 6 về việc trừng phạt cá nhân và và công ty giúp chính phủ Trung Quốc hạn chế quyền tự trị của Hồng Kông. Theo Reuters, dự luật này cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt các ngân hàng làm ăn với bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào bị phát hiện đã ủng hộ chính phủ Trung Quốc đàn áp quyền tự trị của Hồng Kông, có khả năng cắt đứt quan hệ của các ngân hàng này với ngân hàng Mỹ và hạn chế các giao dịch bằng đô la Mỹ. Dự luật có tên đạo luật tự trị Hồng Kông, được Thượng viện Mỹ thông qua với sự nhất trí tuyệt đối. Dự luật này do Thượng nghị sĩ Pat Toomey của Pennsylvania và Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chris Van Hollen của Maryland soạn thảo. Những gì chính phủ Trung Quốc đang làm ở Hồng Kông là không thể chấp nhận được. Ông Van Hollen phát biểu, họ đang lấy đi quyền của người dân ở Hồng Kông, họ đang dập tắt các quyền tự do hiện tồn tại ở đó. Dự luật thứ hai do thượng nghị sĩ cộng hòa bang Missouri Josh Hawley đề xuất là một nghị quyết lên án Trung Quốc vi phạm thỏa thuận năm 1984 nhằm đảm bảo quyền tự trị cho Hồng Kông theo CNN. Ông Hawley nói rằng luật an ninh quốc gia mới được Trung Quốc thông qua sẽ giáng một đòn chí tử vào các quyền tự do mà người Hồng Kông đã được hưởng trong nhiều thập kỷ nay. Đó là một sự phá vỡ vĩnh viễn nguyên tắc một quốc gia, hai thể chế đã chi phối thành phố này kể từ năm 1997. Các dự luật được kết hợp thành một dự luật trước khi thông qua vẫn cần được hạ viện thông qua trước khi đến bàn của tổng thống Donald Trump dự luật Hồng Kông mới có gì khác biệt. Dự luật vừa được Thượng viện thông qua xuất hiện 7 tháng sau khi Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Khác với đạo luật trước đó, theo dự luật mới các lệnh trừng phạt sẽ mang tính bắt buộc. Phát biểu tại Thượng viện hôm thứ Năm, ngày 25 tháng 5, trước khi thông qua dự luật mới, Thượng nghị sĩ Van Hollen, cho rằng tuy chính quyền Trump đã có thẩm quyền trừng phạt các thực thể Trung Quốc theo đạo luật trước đó nhưng nghị viện vẫn cần tạo áp lực để thúc đẩy chính quyền hành động quyết liệt hơn. tờ SEMP bình luận tuy rằng hồi cuối tháng 5 ngoại trưởng Pompeo đã bắt đầu dỡ bỏ các đặc quyền thương mại của Hồng Kông khi tuyên bố đặc khu này không còn đủ tự chủ trước Trung Quốc nhưng chính quyền trump vẫn chưa công bố bất kỳ hành động trừng phạt nào đối với thực thể trung quốc cá nhân hoặc tổ chức dù đã có một số tuyên bố từ ngoại trưởng pompeo nhưng chính quyền này vẫn chưa có hành động gì đáng kể ông van hollen nói đồng thời kêu gọi hạ viện thông qua dự luật mới để tổng thống trump ký ban hành nhằm nhanh chóng thực hiện các lệnh trừng phạt mở rộng mỹ và eu tiếp tục thảo luận về chứng ngại Trung Quốc. Chính quyền Trump đã nhận lời mời tham gia một cuộc đối thoại mới giữa Hoa Kỳ và EU về Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết thông tin hôm thứ Năm theo SCMP. Chúng ta phải hợp tác cùng nhau để tiếp tục nhận thức đối với thách thức từ Trung Quốc liên quan đến lợi ích của việc duy trì các xã hội tự do, sự thịnh vượng và tương lai của chúng ta ông Pompeo nói với các chuyên gia trong một hội nghị trực tuyến. Tôi không muốn một tương bị Đảng Cộng sản Trung Quốc định hình và tôi không mong ai trong hội nghị này muốn điều đó cả, ông Pompeo nói. Bắc Kinh cáo buộc chiến cơ Mỹ bay qua Biển Đông, áp sát Trung Quốc đại lục. Một cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ đã cử máy bay quân sự thực hiện các nhiệm vụ giám sát trên biển Đông và tiến sát vào bờ biển phía đông nam của Trung Quốc đại lục. Thông tin này xuất hiện hôm 25 tháng 6 từ SCSPI, một tổ chức có trụ sở tại Bắc Kinh gọi là Sáng kiến đánh giá tình hình chiến lược biển Nam Hải, tức biển Đông của Việt Nam. SCSPI đăng trên Twitter, mạng xã hội bị cấm ở Trung Quốc. Một hình ảnh được cho là ghi lại hành trình của những chiếc máy bay Mỹ, kèm lời tuyên bố, vào buổi sáng ngày 25 tháng 6, chiếc máy bay P-8A và RC-135 của Hoa Kỳ đang tiến hành trinh sát tại biển Nam Hải, tập trung vào vùng biển phía đông của kênh đảo Pashi. Trong khi đó, một chiếc máy bay C-17A Globemaster thứ ba đang bay qua biển Nam Hải Biển Nam Hải là cách gọi của Trung Quốc đối với Biển Đông của Việt Nam. Theo SCMP, máy bay chống tàu ngầm P-8A Poseidon, máy bay trinh sát RC-135 và máy bay vận tải C-17A là ba trong số ít nhất một tá máy bay chiến đấu của Mỹ từng được nhìn thấy trong khu vực kể từ giữa tháng 6. Theo hình ảnh mà SCSPI đăng trên Twitter, Máy bay P-8A đã bay qua kênh Bashi và hướng về quần đảo Đông Sa, một nhóm ba đảo san hô ở phía bắc của Biển Đông do Đài Loan kiểm soát, sau đó bay sát bờ biển phía đông nam của Trung Quốc đại lục. Hiện chưa rõ tuyến, tuyên bố của SCSPI có xác thực hay không, Đài Loan đã từ chối xác nhận bất kỳ hoạt động nào của không lực Hoa Kỳ trong khu vực SCMP. Ấn Độ nhiều khả năng từ bỏ hiệp định có mặt Trung Quốc. Xung đột biên giới Trung và Ấn hôm 15 tháng 6 vừa qua có thể châm ngòi cho việc New Delhi từ bỏ đàm phán tham gia hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP do Bắc Kinh hậu thuẫn. Các nhà phân tích nhận định theo bản tin hôm thứ Năm của SCMP. Vào thứ Ba, các nhà đàm phán thương mại từ các quốc gia RCEP còn lại đã cam kết hoàn thành hiệp định vào cuối năm nay và một lần nữa kêu gọi Ấn Độ nối lại đàm phán. Nhưng rất có thể New Delhi sẽ không đáp lại lời kêu gọi này. Tình hình biên giới sẽ tác động đến toàn bộ quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Madhav Nalapat, giáo sư địa chính trị tại Học viện Giáo dục Cao cấp Ấn Độ, nói khi nói đến việc ký RCEP sau ngày 15 tháng 6 thì có vẻ như là một câu hỏi quá lớn. Ông Trump sẽ tiếp tục vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên hôm thứ Năm, Tổng thống Trump cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông M. Lee Su Hyok, đại sứ Hàn Quốc tại Hoa Kỳ cho biết theo Yonhap. Tổng thống Trump bày tỏ sự quan tâm và lo lắng với những diễn biến hiện tại trên bán đảo Triều Tiên và hỏi tôi về tình hình. Ông Lee nói với các phóng viên. Ông Lee cho biết thêm rằng tổng thống Trump sẽ thông qua ông gửi một thông điệp cho Seoul. Tuy nhiên, đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ không tiết lộ nội dung thông điệp. Tôi tin rằng buổi lễ là một cơ hội tuyệt vời để một lần nữa cam nhận quyết tâm của ông Trump cho Liên minh Hàn và Mỹ. Ông Lee nói, tôi tin rằng Liên minh Hàn và Mỹ không thay đổi và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng Canada từ chối trao đổi bà Mạnh Vãn Châu. Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Năm đã từ chối lời kêu gọi trao đổi bà Mạnh Vãn Châu, CFO của Huawei, lấy tự do cho hai công dân Canada bị Bắc Kinh cầm tù, nói rằng hành động như vậy sẽ tạo ra tiền lệ xấu và gây tổn hại cho Canada, theo Reuters. Một nhóm gồm 19 chính khách Canada, bao gồm các cựu bộ trưởng và các nhà ngoại giao, trong tuần này đã viết một lá thư gửi tới ông Trudeau kêu gọi Ottawa tạm dừng các thủ tục dẫn độ mạnh theo đề nghị từ phía Mỹ nhằm đổi lấy sự tự do cho hai công dân Canada bị Bắc Kinh bắt giữ. Tuy nhiên, ông Trudeau nói rằng những chính khách này đã sai vì điều này đã gây nguy hiểm cho hàng triệu người Canada sống và đi du lịch nước ngoài mỗi năm. Chúng ta không thể cho phép áp lực chính trị hoặc bắt giữ tùy tiện các công dân Canada ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống tư pháp của chúng ta, ông Trudeau nói. Ngoại trưởng Mỹ lên án Trung Quốc, đe dọa Việt Nam và thế giới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối đầu với Bắc Kinh trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đặt ra nguy hại đối với Hoa Kỳ mà còn đối với cả Việt Nam và các quốc gia châu Á khác. Trong một bài phát biểu trực tuyến tại diễn đàn Brussels, Forum 2020 được công bố trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25 tháng 6. Ông Pompeo cho biết, ông có thể làm rõ một số hành động mà Hoa Kỳ sẵn sàng thực hiện nhằm chống lại các thách thức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng nghĩ Trung Quốc đã hiểu rằng không chỉ Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc, mà cả thế giới đang đối đầu với Trung Quốc, Ngoại trưởng Pompeo nói. Ông Pompeo cho biết một số người có thể tưởng rằng Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc chỉ vì luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt cho đặc khu Hồng Kông. Ông nói, không phải thế, mà còn có những thách thức ở Biển Đông. Vấn đề này không phải chỉ liên quan đến Hoa Kỳ, nó còn liên quan đến hơn chục quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia châu Á mà am hiểu về mối đe dọa này. Bộ trưởng Tài chính Mexico nhiễm virus Vũ Hán. Reuters đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mexico, Arturo Herrera, hôm thứ Năm, nói rằng kết quả thử nghiệm cho thấy ông bị dương tính với virus Vũ Hán, nhưng ông mới chỉ bị các triệu chứng nhẹ và sẽ tự cách ly ở nhà. Tính tới thời điểm hiện tại, ông Herrera là quan chức cao cấp nhất trong chính phủ Mexico, nhiễm virus Vũ Hán, một video cho thấy ông đã đứng cạnh Tổng thống Mexico Andre Manuel Lopez Obrador vào hôm thứ Hai. Mexico cùng Brazil và Chile là ba trong số những điểm nóng dịch bệnh ở khu vực Mỹ Latin, theo thống kê của Worldometers. Tính tới sáng thứ Sáu, Mexico có 196.847 người nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 24.324 người đã tử vong. Ấn Độ phát hiện hơn 40.000, 40.000 cuộc tấn công mạng đến từ Trung Quốc sau vụ ẩu đả tại biên giới. Cảnh sát Ấn Độ hôm 23 tháng 6 cho biết, chỉ trong 4 đến 5 ngày, đón ít nhất 40.300 cuộc tấn công mạng đến từ Trung Quốc nhắm đến cơ sở hạ tầng và ngân hàng của nước này theo tờ Breitbart. Rashavi Zadav, một trong những quan chức hàng đầu trong ngành cảnh sát ở bang Maharashtra của Ấn Độ cho biết, sau cuộc ẩu đá giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ hôm 15 tháng 6 tại thung lũng Gadwan, vùng Ladakh, các cuộc tấn công mạnh nhắm vào Ấn Độ đến từ Trung Quốc đã tăng mạnh. Zadav cho biết hầu hết các cuộc tấn công có nguồn gốc từ khu vực thành đô của Trung Quốc nơi từ lâu được biết đến như một điểm nóng của hoạt động tin tặc các cuộc tấn công sẽ khiến người dùng không thể truy cập vào các trang web lộ mật khẩu hoặc đánh cắp địa chỉ internet tối cao pháp viện củng cố quyền cho ông trump trục xuất nhanh di dân bất hợp pháp di dân được hưởng chương trình daca chào mừng phán quyết của tối cao pháp viện mỹ bác quyết định hủy bỏ DACA của Tổng thống Donald Trump. Tối cao Pháp viện Mỹ ngày 25 tháng 6, củng cố khả năng của chính quyền Trump có thể trục xuất nhanh, không cần sự phán xét của nhánh tư pháp, những di dân bất hợp pháp kể cả những người xin tị nạn, khi trao phần thắng cho ông Trump trong vụ kiện di trú. Chính quyền Trump kháng cáo lên tối cao Pháp viện, việc một tòa cấp dưới phán quyết trường hợp của một nông dân Sri Lanka tên Vizaya Kuma, Tracy rằng ông này có quyền được một thẩm phán duyệt lại cách thức chính phủ giải quyết đơn xin tị nạn của ông ta. Các thẩm phán ở tối cao pháp viện hôm 15 tháng 6 ra phán quyết ủng hộ phía chính quyền trong vụ này. Phán quyết do thẩm phán bảo thủ Samuel Alito soạn thảo ghi rõ hạn chế việc cứu xét của tư pháp trong vụ trục xuất nhanh này, không vi phạm các điều khoản đảm bảo quyền tự do cá nhân trong hiến pháp Mỹ. Phán phán quyết này được 7 phiếu thuận, 2 phiếu chống. Rò rỉ 93 tấn khí metan mỗi giờ ở đường ống dẫn khí đốt Zaman. Vào mùa thu năm ngoái, vệ tinh của cơ quan vũ trụ châu Âu đã phát hiện ra những luồng khổng lồ của khí metan đang vô hình làm nóng hành tinh rò rỉ từ các đường ống Zaman dòng chảy mang khí đốt tự nhiên từ Siberia đến châu Âu theo Reuters. Công ty tư vấn năng lượng Kairos ước tính vụ rò rỉ đã phun ra 93 tấn khí metan mỗi giờ, có nghĩa là lượng khí thải hàng ngày từ vụ rò rỉ này tương đương với lượng khí CO2 được thải ra trong một năm của 15.000 chiếc xe hơi ở Mỹ. Kairos đang phân tích dữ liệu vệ tinh và cho biết một vụ rọ rỉ khác gần đó đang xuất hiện với tỷ lệ 17 tấn một giờ và họ đã thông báo cho nhà điều hành Gazprom của Zaman về những phát hiện đó. Pakistan lên án việc Ấn Độ trục xuất các nhà ngoại giao. Pakistan đã lên án đối thủ lâu đời của mình ở Ấn Độ là Ấn Độ vì đã trục xuất các nhà ngoại giao Pakistan vào thời điểm tế nhị. Sau khi các lực lượng Ấn Độ đụng độ vũ trang với Trung Quốc ở biên giới tranh chấp trên dãy núi Himalaya, Pakistan lo ngại khả năng có thể bị lôi kéo vào vụ việc. Ngoại trưởng Pakistan, Shah Mahmood Qureshi nói: "Mọi việc đã trở nên xấu đi một thứ rất tế nhị." Ông Qureshi nói với Reuters trong cuộc phỏng vấn ở Islamabad. Cuối ngày thứ Năm ngày 25 tháng 6, Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc là ba nước láng giềng có vũ khí hạt nhân cũng như đều có tranh chấp lịch sử về việc phân định biên giới trên cao ở dãy núi Himalaya. Tổng thống Hàn Quốc cam kết phản ứng cứng rắn trước mọi khiêu kích về an ninh. Trong bài phát biểu kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên trong tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết phản ứng cứng rắn trước những hành động khiêu khích từ bất kỳ hướng nào khi nói về an ninh toàn diện. Không chỉ đối với Triều Tiên, văn phòng của ông cho biết hôm thứ sáu, tối hôm trước, ông Moon đã tham dự buổi lễ tại căn cứ không quân Seoul kỷ niệm 70 năm bùng nổ chiến tranh và ông nhấn mạnh quân đội của chúng ta có đủ sức mạnh để tránh khỏi bất kỳ mối đe dọa nào theo Yonhap ngư dân Indonesia giải cứu gần 100 người tị nạn Rohingya ở Aceh. Những ngư dân ở tỉnh Aceh, Indonesia đã giải cứu gần 100 người tị nạn Rohingya, bao gồm 79 phụ nữ và trẻ em, nhưng chính quyền tỉnh này không muốn nhận những chiếc thuyền tị nạn khi mà Indonesia đang chiến đấu với dịch virus Corona. Ngư dân Aceh cho biết với Reuters rằng giải cứu những người Rohingya này là một trách nhiệm đạo đức. Giới chức Age xác nhận những người tị nạn đã được đưa lên bờ vào hôm thứ Năm và được cấp cứu nhà ở tạm. Những người tị nạn được giải cứu hồi đầu tuần, hồi đầu tuần và họ neo đậu ngoài khơi, nhưng các quan chức có kế hoạch đẩy họ trở lại biển trên một chiếc thuyền cùng nhiên liệu và thức ăn. Lazada của Alibaba, thay CEO. Lazada, chi nhánh Đông Nam Á của công ty thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc, công bố hôm thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, rằng họ thay giám đốc điều hành CEO của công ty. CEO kiêm đồng sáng lập Lazada là Pierce Pointon được thay bằng Chun Lee, cựu CEO của Alibaba, người hiện là đồng chủ tịch Lazada, và đứng đầu các hoạt động của công ty ở Indonesia. Lazada đã chật vật cạnh tranh với các đối thủ như tập đoàn thương mại điện tử Shopee của SEE, SEA -E, có trụ sở ở Singapore. Công ty này được hỗ trợ bởi đối thủ của Alibaba là Tencent nhằm kiểm soát thị trường tăng trưởng nhanh chóng của 650 triệu người tiêu dùng. kính thưa quý khán thính giả. Chương trình điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày an lành và thân nhân được hạnh phúc và khỏe mạnh.